やりますか、やりますか、Đúng quá. Chắc là khoảng tháng 12. Bởi vì các bạn mẹ viết đấy thì phải một thời gian mới được đáng để viết. Mỗi là mỗi ngày anh phải viết 2 câu rồi. Đúng rồi. Nếu phải mỗi ngày tháng viết là 2 câu rồi. Chết rồi. Cố gắng chơi hot thôi, phải hot cho bạn này đi thang ra mà đòn thì chậm, đòn chậm mấy rồi thế không priority thì đòn chậm mà nhanh cực luôn ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thôi.